Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2021, Hội Hoa Đức đã giao số tiền 500.000 đồng hàng tháng lần 18 cho hoàn cảnh 52 là bác Nguyễn Thị Thiệt ở ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do bác Lâm Khai Xanh và Xì Nhịp Cứu tài trợ. Trong lần giao tiền lần này, bác Lâm Khai Xanh và Xì Nhịp Cứu có tặng thêm cho bác Thiệt là 10 kg gạo trị giá 100.000 đồng. Hội Hoa Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức sâu sắc của quý ân nhân là bác Lâm Khai Sinh và Xì Nghiệp Cứu thật nhiều và thật nhiều. Thương chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và cát tường như ý. Tôi Nguyễn Thiệt, 64 tuổi, ấp Mai, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Mà Hội Hoa Đức có với bác Lâm Khai Sinh Nghiệp Xì Cứu cho giúp đỡ cho hộ, hỗ trợ cho hàng tháng 500.000 với 10 kg gạo. Rất cảm ơn Hội Hoa Đức với bác Lâm Khai Xanh nhịp Xì Cứu giúp đỡ tôi mà bệnh tật. Rất cảm ơn cô bác gần xa.